Trong quá trình tập gym, các bạn thường thắc mắc trước, trong và sau khi tập chúng ta thường ăn gì? Và trong lô hôm nay, mình sẽ nêu ra những thực phẩm có ích, có lợi cho các bạn nhé. Nên ăn trước gì, trong, sau và khi tập thể hình? Một trong những điều quan tâm lớn hàng ngày của gymer chính là bữa ăn trước, trong và sau khi tập gym. Bởi dinh dưỡng đúng cách sẽ hỗ trợ không nhỏ đến việc duy trì năng lượng tập thể hình và nuôi dưỡng cơ bắp. Tập thể hình chỉ là một phần nhỏ giúp phát triển cơ bắp, song song với đó bạn cần phải có chế độ dinh dưỡng trong luyện tập hợp lý. Một chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp bạn đạt được mục đích giảm mỡ tăng cơ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gợi ý cho bạn một số thực phẩm bổ sung trong suốt quá trình tập luyện thể hình. Trước khi tập gym, bữa ăn trước tập luyện là bữa ăn đóng vai trò lớn nhất trong việc giúp thúc đẩy tối ưu hóa hiệu suất làm việc cơ bắp trong quá trình tập luyện của bạn. Chuối. Chuối là loại trái cây quen thuộc với mọi người và được các gymer yêu thích dùng trước khi tập luyện, bởi hàm lượng kali có trong chuối giúp duy trì và ổn định các neuron thần kinh và cơ bắp. Ngoài ra, trong chuối có 8 axit amin thiết yếu, có 11 khoáng chất và 6 loại vitamin. Trong chuối có đường Bruger được hấp thụ chậm để duy trì năng lượng cho cơ thể. Chuối cũng giàu các carbon hydrate khác, chuyển hóa chậm và phóng thích đường vào máu để đáp ứng cho các hoạt động thể lực kéo dài hàng giờ. Nếu bạn đang băn khoăn nên ăn gì trước khi tập thể hình thì chuối là lựa chọn để không thể phù hợp hơn. Bánh mì trứng. Trước khi tập thể hình, bạn hãy ăn bánh mì trứng. Một lát bánh mì trứng sẽ cung cấp đầy đủ carbon hydrate cho cơ thể. Ăn bánh mì kèm với mật ong, bơ lạc hoặc mứt, kèm theo 1-2 quả trứng cung cấp protein dồi dào. Còn tập gym vào giữa buổi sáng thì nên ăn 30-40g carbon hydrate và 15-20g protein. Yến mạch. Yến mạch là thực phẩm dinh dưỡng được nhiều gymer lựa chọn, bởi chất xơ có nhiều trong yến mạch sẽ giúp giải phóng năng lượng trong máu nhanh hơn. Ngoài ra, trong yến mạch cũng chứa nhiều vitamin B để chuyển hóa thành cạc thành năng lượng hiệu quả hơn. Trong 100g yến mạch có khoảng 2,5g protein. Yến mạch cho tỷ lệ chất xơ hòa tan cao nhất. Chất xơ này di chuyển qua đường ruột của bạn, giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể. Đồ uống giàu protein. Cơ bắp được cấu tạo từ protein, đồng thời protein rất có lợi cho sự phát triển của xương và da, nên bổ sung các loại đồ uống có chứa nhiều protein như sữa đậu nành, sữa đậu Hà Lan, sữa đậu đỏ, nước rau ngót, nước mơ ngâm, nước ổi, nước chanh dây, nước hạt lựu v.v. trước khi tập thể hình. Vậy còn trong lúc tập gym thì sao? Bổ sung đủ nước. Nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể và là một phần không thể thiếu trong tập luyện. Phần lớn mọi người thường mắc sai lầm là chỉ uống nước sau khi tập thể thao mà quên rằng chúng ta cần tiếp nước khi tập. Thiếu nước làm cơ bắp rối loạn, giảm khả năng sinh lực, dễ sinh ra chuột rút và hơn nữa, thật là khó tập trung đẩy tạ khi cái cổ họng và miệng khô khốc. Tập khoảng 15-20 phút phải bổ sung thêm 350ml nước, tức là 1 giờ bạn tập bạn phải bổ sung 1 lít nước cho cơ thể. Sử dụng nước tinh khiết là tốt nhất. Nếu bạn tập trên 1 giờ hoặc cảm thấy mệt mất sức thì sử dụng nước bổ sung muối khoáng và một chút đường để cung cấp năng lượng. Lưu ý, bạn nên uống nước một cách điều độ và chậm rãi. Việc uống nước cả nửa chai chỉ làm bạn tập luyện khó nhọc với cái bụng đầy nước mà chẳng cảm giác khát ở miệng thì vẫn không hề mất đi. Không nên uống những loại nước pha sẵn như soda hay nước ngọt, còn rượu là chất cấm kỵ trong tập gym. Vậy còn sau khi tập gym, bữa ăn này đóng vai trò quan trọng giúp xây lại mô mới khỏe hơn, lớn hơn. Do đó tốt nhất là trong 30 phút sau khi tập hãy ăn ngay và liền, nếu không cơ bắp của bạn sẽ bị dễ bị mất cơ. Ngũ cốc và sữa. Ngũ cốc nguyên chất có thể cung cấp đầy đủ protein, carbon hydrate và các loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho khác cho cơ thể. Ngũ cốc là đồ ăn lý tưởng sau khi tập, đặc biệt với những người ăn chay. Chọn ngũ cốc làm từ ngũ cốc nguyên hạt mà không có thêm đường, thêm một vài loại hạt và một ít hoa quả cắt nhỏ cho ngũ cốc thêm đậm đà hương vị và dinh dưỡng hơn. Ngoài ra bạn có thể uống thêm sữa có lợi cho tiêu hóa, cũng như cung cấp đầy đủ casein và protein dạng lỏng. Các loại sữa có cho tim bao gồm sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, sữa gạo, sữa bò và sữa dừa. Trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt cho cơ thể sau khi tham gia tập thể hình. Bạn có thể chuẩn bị các loại trứng đơn giản như trứng luộc, trứng rán hoặc ăn kèm salad, rất tốt cho cơ thể đấy. Sandwich. Protein, carbon hydrate và kali có nhiều trong sandwich bơ đậu phộng. Một lượng vừa protein trong thực phẩm này rất có lợi cho cơ thể của bạn sau khi tập gym giảm cân. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và giúp săn chắc cơ bắp của bạn. Bơ đậu phộng tự nhiên được làm từ các loại hạt, cung cấp chất béo tự nhiên cho cơ thể. Kết hợp bánh sandwich giàu protein và bơ đậu phộng cung cấp cho năng lượng dồi dào nhưng vẫn không gây béo cho cơ thể chính bạn. Tinh bột. Việc ăn kết hợp thực phẩm giàu protein với tinh bột rất tốt cho những người nghỉ ngơi sau khi tập. Bạn nên chọn gạo, ngô, khoai tây. Đây là những thực phẩm chứa maltodextrin, một loại carbon hydrate chứa phức hợp, hấp thụ trực tiếp qua ruột và giúp cơ thể tiêu hóa protein nhanh hơn mà không có tiềm tàng năng lượng chất béo. Một bữa ăn khoa học giàu dinh dưỡng khi tập gym có thể là một miếng cá hồi ăn với cơm, tráng miệng và một quả chuối. Vừa rồi là những thực phẩm bạn tập trước, trong và sau khi tập. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Yeah.
It's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I 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 killed it. Crazy berserker.